Bây giờ là phần cập nhật số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh, từ 18 giờ chiều 27 tháng 10 đến 18 giờ chiều nay 28 tháng 10, toàn tỉnh ghi nhận 19 ca COVID-19. Trong số này, 2 ca ghi nhận trong khu cách ly tập trung, 5 ca trong khu phong tỏa và 12 ca phát hiện trong cộng đồng. 12 ca COVID-19 cộng đồng, 3 ca được phát hiện tại thành phố Vũng Tàu có yếu tố dịch tễ từ thành phố Hồ Chí Minh về, 5 ca tại huyện Châu Đức và 2 ca có yếu tố dịch tễ từ tỉnh Bến Tre và thành phố Hồ Chí Minh, và 3 ca chưa xác định được nguồn lây. 3 ca tại thị xã Phú Mỹ với 1 ca có yếu tố dịch tễ từ thành phố Hồ Chí Minh về, 2 ca chưa xác định được nguồn lây, 1 ca tại thành phố Bà Rịa có yếu tố dịch tễ từ thành phố Hồ Chí Minh. 24 giờ qua, toàn tỉnh có 10 bệnh nhân COVID-19 tiếp tục xuất viện. Tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi đạt 95%. Hiện còn 215 bệnh nhân đang điều trị. 1.797 trường hợp đang cách ly tập trung theo quy định có sức khỏe bình thường. 25 điểm dân cư đang bị phong tỏa do liên quan đến ca mắc COVID-19.